Dạ vâng, em Tuấn Ô Tô Cũ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, và ngày hôm nay đây thì em lại tiếp tục lên sóng quay báo giá cho quý anh chị ở mẫu xe Hyundai Getz được sản xuất năm 2010 với động cơ 1.0 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng này thì máy số nó cực kỳ lành luôn các bác nhá. Dòng này vào vòng vai ớt của nó thì phải nói là hai thằng nó lì lì ngang nhau quý anh chị bạn ạ. Thì em này nó mang nước sơn màu xanh ngọc quý anh chị bạn này, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Sơn zin đến tầm 80% các bác nhé. Sơn zin em cam kết là zin tầm 80%. Và hiện tại đăng kiểm em này dài đến tận tháng 7 năm 2022. Xe hiện tại thì mang biển tư nhân, biển Thanh Hóa 36A07055. Thì với chiếc Hyundai Getz này bên em đề xuất bán với giá chỉ có 158 triệu thôi, là bên em bao rủ sơ hỗ trợ vận chuyển. Quý chị bạn thì cần đổi ngay mình mẫu Getz này nhé, để mà đi về mà che nắng che mưa hay là đi công trình công trường, đi cái dòng này đỡ sốt xe các bác nhé. Dòng này máy số nó cực kỳ lành rồi. Cái mức độ tiết kiệm nhiên liệu dòng Getz này thì nó rơi đâu đó khoảng 5 lít đến 5,5 lít trên 100 km thôi. Hệ thống lốp dép em này mới khoảng tầm 90% các bạn. Lốp dép em này mới khoảng tầm 90%. Thân vỏ bên ngoài, tất cả đường gân xe của nó này còn nguyên thẳng tắp các bác nhá. Chưa hiện tượng gò nắn cả. Chưa có một hiện tượng gò nắn nào cả. Đấy, tất cả khe hở của cong vênh của nó này rất là đều luôn và đẹp khít. Cái cánh cửa khi đóng vào cũng thế này, hoàn toàn cái rãnh hở của nó rất là đều các bác nhá, không có cong vênh méo mó gì cả. Nhìn những cái ánh những ánh của cái ánh sáng nó phản chiếu lại đấy, thì các bác hoàn toàn không nhìn thấy chỗ nào gọi là nó cong vênh méo mó hay là có vết gò nắn gì các bác ạ. Đấy, xem xe nhiều lúc phải nhìn qua dựa trên cái hình ảnh đấy các bác nhé. Thì phần cốp đuôi của nó đấy các bác này, cốp đuôi của nó này thì nó cực kỳ đều và khít nhau luôn. Cái này mà các bác độ thêm mà cái nippo nữa, đấy. Bộ thêm bộ nippo nữa thì cực kỳ đẹp luôn, trông form dáng nó khỏe khoắn hơn nhiều. Đấy, thì em này trang bị đầy đủ cả hệ thống camera lùi các bác nhé. Trang bị đầy đủ cả hệ thống camera rồi, tất cả phần thân vỏ nhựa của nó thể nói là rất là khít nhau rồi. Đấy. Và với cái giá chỉ 158 triệu thôi là bên em bao rút sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhá. Đấy. Thì bên phụ của nó đây thì mọi thứ nó đường gân xe cũng như tất cả mọi thứ đường cong của nó vẫn là nguyên bản nguyên zin theo xe. Hệ thống lốp dép của nó là lốp Michelin. Đấy, như em nói ở đầu video mới khoảng tầm 90%. Đấy. Hệ thống nẹp chân kính cũng như là vè mưa đều được ốp một lớp mạ chrome rất là đẹp. Đăng kiểm dài tận tháng 7 rồi. Một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc. Cái tôn vỏ dòng xe nhập này các bác nghe này, các bác nghe dòng tôn vỏ dòng xe nhập này nó cực kỳ là cứng cáp luôn. Nghe tiếng tôn nó rất là đanh. Bảo mà tít rất là ít, sơn zin đến tầm 85%. Đấy. Ở đây một chút phần tôn vỏ cua lốp phía trên bên phụ các bác nhé. Để cái lò xo giảm sóc tất cả mọi thứ này, dường như là nó không hiện tượng han gỉ mối mọt gì cả, rất là đẹp luôn. Phải nói là cực kỳ nét. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó này, nó ngả một chút màu vàng các bác nhé. Nhìn trực tiếp thì nó ngả một chút màu vàng, qua video thì trông nó rất là trong và sáng. Nhưng mà em cam kết các bác tất cả hệ thống đèn của nó vẫn rất ổn áp, không cần phải đánh bóng và xử lý gì cả. Và trang bị đầy đủ cả hệ thống đèn gầm các bác nhé. Trang bị đầy đủ cả hệ thống đèn gầm này. Đấy, nó hơi ngả vàng đây các bác. Đấy, các bác nhìn cái hướng này thì các bác sẽ thấy một chút ngả vàng. Còn đâu mà khi nhìn đối diện của nó thì hoàn toàn rất là trong sáng sạch. Và nó không có, chủ yếu là nó không có vết xước các bác. Nó không vết xước. Đèn bóng thì nó hơi già một chút thôi, hiện tượng già bóng một chút. Đấy. Tất cả thân vỏ bên ngoài, cản trước, nắp cabo của nó dường như khe hở rất là đều luôn. Còn đây là phần gọi là tôn vỏ phía bên trong của nó đấy các bác này. Bên lò xo giảm sóc phía bên lái các bác nhé. Tất cả mọi thứ này dường như còn zin nguyên bản theo xe. Cái rè chắn bùn, tất cả mọi thứ này. Mọi thứ của nó rất là đẹp luôn các bạn. Tôn vỏ, tôn gầm, tôn cua lốp phía sau bên lái đấy các bác nhé. Mọi thứ này nó đẹp nét căng luôn. Sơn lớp sơn chống thấm nhưng chống han gỉ cực kỳ là dày. Anh ra đây. Và một mẫu xe tư nhân. Một mẫu xe tư nhân, hiện tại thì chủ em đấy là ở Thanh Hóa. Đấy, mọi thứ mặt tắp ly của nó rất là sạch sẽ và đẹp đẹp các bác nhá. Keo chỉ của em nó thì hoàn toàn nguyên zin này. Hoàn toàn nguyên zin. Mặt táp ly tất cả phụ tùng phụ kiện là còn nguyên bản theo xe. Cũng tích hợp phím khiển lên xuống kính như tất cả mẫu ô tô khác, gương kính chỉnh điện các bác nhé. Và em này hình như đâu đó là bản đủ các bác ạ. Bản đủ một đèn trần. À, hai đèn trần là một túi khí này. Đấy, 2:10 thì nó không có bản thiếu các bác. Tất cả hệ thống gọi là nắp cái gọi là bản lè, ốc bản lè của nó đây. Còn vuông hàm sát cạnh, chưa ra con ốc nào cả. Cực kỳ đẹp luôn. Keo chỉ thì zin nét rồi. Cánh cửa khi mở rất là nhẹ tay luôn. Mọi thứ keo chỉ của nó zin rất là đẹp, nguyên bản theo xe luôn. Mặt táp ly của nó vân sần rất là nổi và đẹp luôn các bác nhé.
Khoang nội thất của nó bọc một lớp ghế da truyền thống của dòng Hyundai Getz này. Sàn của em nó cũng là sàn da. Đấy, cánh cửa thì đóng vào rất là chắc tay. Kiểm tra phần khoang cốp em này một chút này. Cốp em nói cực kỳ là sạch sẽ các bác nhé, cực kỳ sạch sẽ, những vết xước xác hình như là đương nhiên là rất ít xuất hiện trên cái khoang cốp của chiếc Hyundai Getz này ạ. Đấy, nó có một vài dấu hiệu hao mòn thời gian. Phần tôn vỏ của nó này, tôn vỏ và hệ thống kích lốp, lốp sơ cua của nó đầy đủ các bác nhé. À, phần tôn vỏ em này thì được bọc lớp gọi là lớp 3M chống ồn và cách âm rất là tốt các bác nhé. Có đầy đủ cái hệ thống lốp sơ cua rồi. Đấy, sàn của nó thì cực kỳ là ok các bác nhé. Có dán lớp 3M chống ồn mà cách âm rồi, cực kỳ là ok. Hệ thống lốp sơ cua đầy đủ, kích lốp đầy đủ các bác ạ. Hệ thống kích lốp đây ạ, càng chữ A ạ. Đấy, giờ em sẽ kiểm tra luôn phần đầu cột kèo này của nó này. Đường máng nước của nó, tất cả con ốc bản lề của nó còn nguyên zin các bác nhé. Những cái đường bản lề này, à, đường máng nước này, những mối hàn hay là keo chỉ của nó đều còn nguyên zin, nguyên bản theo xe. Tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật các bác nhé. Đấy, hoàn toàn chưa hiện tượng hàn lại, chưa có một mối hàn bất thường nào cả. Đấy, mọi thứ rất là đều đẹp các bạn này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, thì em nghe điện thoại của khách xong rồi lại quay tiếp các bác nhá. À, xin lỗi các bác với em nghe điện thoại. Bây giờ em quay lại phần cốp của chiếc Hyundai Getz này các bác này. Tất cả mọi thứ dường như là còn nguyên bản, nguyên zin theo xe này. Chưa mất phật keo chỉ nào các bạn. Nó cốp em này có dán một lớp cao su non gọi là chống ồn rồi. Nói chung là chỗ người ta cũng không thích những tiếng ồn ở bên ngoài, cho nên người ta dán toàn bộ hệ thống cao su non này xung quanh phần cốp cũng như là phần gầm, phần tôn gầm, tôn sàn nhá. Đấy, cánh cốp thì đóng vào rất là khít. Có đây keo chỉ phía bên cánh phụ các bác này. Vừa em quay cánh lái thôi, giờ em quay cánh phụ của nó này. Tất cả mọi thứ như các bác quan sát này, tất cả phần mặt tắp ly của nó sơn này là không thể sơn lại được này. Cái sơn lại của phần nhấn nhá tắp ly này không sơn lại này. Tất cả phụ tùng phụ kiện nó còn nguyên bản nguyên zin này, chưa mất một thay thế một phụ tùng phụ kiện nào cả. Keo chỉ của nó thì hoàn toàn nguyên zin các bác nhá. Keo chỉ của nó hoàn toàn nguyên zin này. Cánh cửa đóng vào rất chắc tay, một mẫu xe chuẩn gia đình. Đấy, không hề taxi dịch vụ gì, cho nên cái giá của nó cũng đáng với chất lượng con xe các bác nhé. Đấy, mọi thứ keo chỉ thì hoàn toàn là nguyên zin rồi. Còn giờ em sẽ quay luôn phần khoang máy của nó này. Tắp ly của nó cực kỳ đẹp các bác nhé. Khoang nội thất của em này thì em sẽ mang đi bọc lại cho các bác cái phần bao da củ số này. Còn mặt tắp lô của nó thì đẹp nét căng luôn. Cái vân sần của nó hình như là rộng, hiện tượng hao mòn là không có các bạn. Cái nhựa của dòng xe nhập cực kỳ đẹp luôn. Tất cả phần ốp cột của nó này, nó đẹp đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Phải nói là rất lâu rồi em mới gặp một con Getz nó đẹp như này, một mẫu xe chuẩn gia đình. Mẹ mang nước sơn màu xanh ngọc lựa đấy, ngọc quý phái. Chân của nó này các bác, chân của nó đấy, chân da bọc lại tương đối tiền các bạn. Nói chung là người ta lấy chân da để chống nhiệt và giữ nhiệt và chống ồn thôi, chứ nó cũng không có tác dụng gì khác đấy. Mọi thứ dường như là rất ok. Trang bị đầy đủ một hệ thống thủy khí an toàn trên vô lăng, hiện tượng hao mòn không có. Đấy, em khẳng định các bác hiện tượng hao mòn trên vô lăng em này là không có luôn. Cái phần sần của vô lăng rất là đẹp. Bây giờ em sẽ đi vào phần khoang động cơ chiếc Hyundai Getz cho các bác quan sát này, xem máy số của nó như thế nào, vận hành trơn chui không. Đấy, củ số rất là đẹp rồi. Này các bác này, củ số rất là đẹp rồi. Em này màn hình giải trí của nó, nói qua màn hình giải trí các bác nhé. Màn hình giải trí của nó là màn hình MP5, có tích hợp cả đĩa DVD, đầu đĩa DVD và cổng nối USB. Đấy, hệ thống thẻ nhớ nữa. Hey, củ số của nó các bác, trông nó mộc mạc đến nỗi mà phải bọc cho nó ngay một lớp bao da vào cho nó sang trọng con xe lên. Đấy, ghế của nó thì hoàn toàn đẹp rồi. Ghế trong của nó là ghế nỉ các bác nhá. Các bác nào thích bộ ghế nỉ có thể bóc bộ ghế da ra, mà nhớ bóc cẩn thận không để rách phần nỉ, bởi vì nó ghim mấy cái đinh vào. Đấy, các bác phải lựa. Còn về máy số này các bác là hoàn toàn mộc mạc, hiện tượng rung lắc không có này. Nói chung là qua một thời gian gọi là dài sử dụng rồi thì một vài cái đường cái kim loại vật thể của nó cũng ngả một chút màu ố một chút thôi, do là vệ sinh khoang máy cũng như là rửa xe đấy, nhiều lúc nước nó đọng lại nó tạo cái than nghỉ thôi. Chứ máy nổ như thở luôn các bạn, máy nổ như thở luôn. Ốc chân máy còn nguyên zin này, ốc chân máy còn nguyên zin các bạn, cực kỳ là đẹp luôn. Em này thì em tự tin bán với các bác cái giá đấy luôn, có thể bớt lộc lá các bác nữa đấy. Đầu răng mọi thứ em cam kết các bác là zin nguyên bản theo xe, không có đâm đụng va chạm ngập nước gì cả bằng văn bản, bằng giấy tờ đấy. Các bác nào quan tâm đến mẫu xe Hyundai Getz đời 2010 đấy, nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc với động cơ 1.1 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu này, và giá là chỉ có 158 triệu thôi. Thế nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé.
để em sẽ cung cấp hình ảnh góc cạnh cũng như là thương lượng giá cả với em qua Zalo và qua số điện thoại. Vâng, bác nào xem video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký, bật chuông thông báo để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ ô tô cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Vâng, thì bên em còn rất nhiều mẫu xe này. Các bác nào mà muốn em quay báo giá thì có thể comment vào phần bình luận. Bên em còn rất nhiều dòng xe như Hyundai i10 và Kia Morning hay là Toyota Vios, kể cả 7 chỗ là Kia Carren hay là Toyota Innova và Isuzu máy dầu và Ford Everest máy dầu. Có cả Sorento cũng như là những mẫu, tất cả mẫu xe gọi là nó thịnh hành trên thị trường hiện nay đấy. Và cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Đấy, hẹn gặp lại quý anh chị bạn ở video sau ạ.